Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và chúng ta tin rằng vương quốc của Đức Trời được mở rộng thì không có cửa âm phủ nào có thể thắng được hội thánh của Chúa. Amen. Ngợi khen Chúa một lần nữa, chúng ta hãy quay bên cạnh, quay qua người bên cạnh và nói rằng không có cửa âm phủ nào có thể thắng được anh chị. Cảm ơn Chúa. Với tinh thần đó, tôi cùng chia sẻ với mặt chị em lời Chúa ở trong Matthew chương thứ 16. Chúng ta cùng nhìn lên trên mái và sẽ cùng đọc đối đáp với nhau. Chúng ta nhìn lên mái và chúng ta đọc đối đáp với nhau Matthew chương 16 từ câu 13 cho đến câu số 19. 13, xin lỗi, 13 đến 20. Và tại đây thì tôi muốn chúng ta đọc trên cái bản hiệu đính năm 2010. Tôi xin đọc trước và hội thánh sẽ đọc câu kế tiếp từ câu 13. Khi vào khu vực Caesarea Philip, Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Câu 13. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì nói ta là ai? Đức Chúa Giêsu phán với người: hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Amen. Xin cảm ơn hội thánh. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây với một cái mục đích rất rõ ràng, được lời mời của hội thánh tại đây, đó là chúng ta đến dự cái lễ cảm tạ và dâng hiến cái nơi điểm nhóm mới ở trong ơn của Chúa. Thật ra thì hội thánh đã nhóm lại rồi, nhóm được mấy tháng rồi, 2 tháng rồi, nhưng mà hôm nay thì mới làm lễ cảm tạ. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta cùng hòa chung với hội thánh của Chúa tại nơi đây, để chúng ta dâng lên Chúa là cảm ơn Chúa vì cớ rằng bởi ơn của Ngài. Như cái lời phát biểu đầu tiên của mục sư Thắng là nếu không bởi Ngài, không bởi sức của Chúa thì chẳng bao giờ chúng ta làm được gì cả. Như Chúa Giêsu nói rằng: ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào trong phần đoạn Kinh Thánh này. Kinh Thánh ghi lại một cái sự kiện đặc biệt và duy nhất của trong 4 sách Phúc Âm về việc mà Chúa Giêsu Ngài tuyên bố Ngài xây dựng hội thánh của Ngài, hay là Ngài lập hội thánh của Ngài. Và cũng lần đầu tiên mà Chúa chuyển giao một cái chìa khóa cho tôi tớ của Ngài là sứ đồ Phi-e-rơ, để rồi đóng và mở. Mà chúng ta sẽ xem cái chìa khóa đó là gì, và khi nào thì tôi và chị em có thể nhận được chìa khóa đó. Và Ngài tuyên bố cái điều này ngay tại một cái địa danh đặc biệt, đó là tên là thành Caesarea Philip. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem thành Caesarea Philip này là gì, mà tại sao Chúa phải tuyên bố. Ở trong câu 13 đó là: khi Chúa Giêsu vào địa phận thành Caesarea Philip thì Ngài hỏi môn đồ rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Từ con người đây chính là nói về Ngài. Tại sao phải vào cái địa phận thành Caesarea Philip thì Chúa mới hỏi rằng là con người là ai? Thành Caesarea Philip là một thành phố, nó được xây dựng ở trên một cái đồi cao, và tại đó người ta thờ phụng rất là nhiều, nhiều tôn giáo thờ phượng tại đó. Và tại đó nó có những cái hang động, và người ta nhìn có thể hút tầm mắt nhưng mà vẫn chưa có thấy được cái đáy hang. Cho nên người ta nói rằng là những cái hang đó chính là cái cửa đi xuống âm phủ. Tại nơi đó tập trung tất cả các tôn giáo. Cái thành Caesarea Philip này là nơi mà người ta thờ phượng rất là nhiều thần, nhiều chúa. Và dường như là trong con người của chúng ta luôn luôn có một cái hướng thờ phượng, phải không ạ? Từ khi còn nhỏ chúng ta là bắt đầu có những cái xu hướng về thờ phượng rồi. Chúng ta nghĩ ngay trong lòng chúng ta có một cái đấng tạo hóa nào, hay là chúng ta nghĩ có một cái thần nào đó rất là vĩ đại. Rồi bắt đầu theo cha, theo mẹ, chúng ta bắt đầu chúng ta tin vào trong những cái vị thần mà chúng ta tôn thờ.
Thời Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Trước khi Ngài xuất hiện thì ở đây cũng có đạo của Đức Chúa Trời mà người ta thờ phượng Chúa. Qua Do Thái giáo, qua các phái Pharisee, qua phái Sadducee và các thầy thông giáo. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại nơi đây, Chúa Giêsu bước vào tại địa phận này và Chúa hỏi các môn đồ là những người theo Ngài là gì? Theo lời người ta nói thì con người là ai? Trước khi lẽ thật của Chúa đến, trước khi phúc âm của Chúa đến ở vùng đất này, cũng có nhiều cái sự suy nghĩ rằng người này là thần này đúng, thần kia đúng, thần nọ đúng. Có phải không bà chị em? Nhưng mà một ngày kia có những con người tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Thánh Linh của Chúa, tìm kiếm bên lời của Đức Trời, và bắt đầu họ được khai mở trong ơn của Thánh Thần, và lẽ thật được bày tỏ, và họ bắt đầu thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật, là chân thần duy nhất. Và Ngài không phải là một cái hình ảnh của bất cứ một con người nào, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Ngài không ngự ở trong cái đền thờ hay là một cái nhân vật nào do con người tạo dựng nên, nhưng mà Ngài ngự ở trong tấm lòng của mỗi chúng ta, là những người mở lòng ra để đón nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Và kể từ đó, những con người tiếp nhận Ngài thì đời sống của họ được biến đổi. Họ được chữa lành, họ được giải cứu, họ được đắc thắng, họ bước đi trong quyền quyền của Chúa, họ bước đi trong năng quyền của Thánh Linh, và các cửa âm phủ không thắng được họ. Và tại nơi đây cũng vậy, khi Chúa hỏi các môn đồ theo như người ta tin thì con người lại, Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng kia và Ngài bày tỏ những quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài. Có người thì họ tin Ngài giống chỉ là ông thần chữa lành, chỉ đến và chữa lành mà thôi. 10 người bị bệnh cùi và Chúa phán một lời, tất cả 10 người đó đi và sau đó thì họ được chữa lành hết. Nhưng có bao nhiêu người trở lại để thờ phượng Ngài? Có một người thờ lại. Tức là họ nghĩ Chúa là đấng chữa lành thôi, và Ngài chữa lành cho họ xong, họ trở về, họ sống một cuộc đời cũ, thì đôi khi bệnh tật nó lại quay trở lại. Rồi có người chỉ mong ước Chúa như là ông thần tài, bây giờ tôi mắc nợ nhiều quá, thờ Chúa để Chúa ban phước để tôi trả nợ. Có người thì Chúa giống như là một cái người để mà an ủi khi mà chúng ta cần. Hoặc là có người tin là chỉ là Ngài là đấng hộ mạng chúng ta thôi. Nhưng Chúa thì muốn mỗi một người chúng ta cần phải hiểu Ngài là ai, để từ đó tôi mà xem mới có thể nắm được chìa khóa của nước tiên đàng. Tại đây thì các môn đồ nói như thế này: có người nói Ngài là Giăng Báp-tít, có kẻ người nói thì Ngài là đấng Ê-li, có người khác thì nói là Ngài là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Họ tin rằng có những đấng tiên tri đã chết rồi, hoặc là Ê-li về trời rồi, bây giờ Ê-li trở lại để thi hành cái kế hoạch của Đức Chúa Trời ở tại trên đất này. Đó là cách người ta nghĩ. Người ta có thể nghĩ Chúa của chúng ta là ai không quan trọng. Thậm chí người ta nói bà chị em là đi sai trật, không quan trọng, không quan trọng. Chúa Ngài cũng là số đông, Ngài đi, Ngài cũng là Chúa của số đông, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân. Và tại đây Chúa muốn nhấn mạnh một điều rằng chúng ta nhận biết Chúa là ai, thì từ đó anh chị em sẽ là những viên đá, anh chị em sẽ là những người thợ để có thể làm xây nhà của Đức Chúa Trời một cách vững vàng và phát triển, không gì có thể hãm ép chúng ta được. Ở đây Chúa sau khi hỏi các môn đồ xong thì Ngài xoay lại các môn đồ và Ngài hỏi: con, các con thì xưng ta là ai? Còn các con thì xưng ta là ai? Có một cái một nhạc sĩ kia rất là giỏi trong một cái buổi hòa nhạc họ, và ông chơi những bài nhạc phải nói là rất là hay, và nhiều tràng vỗ tay không dứt, vỗ tay để tán thưởng. Nhưng mà ông không có vui, ông không có vui, mặt ông vẫn bình thường, ông cúi đầu chào khán giả và ông đi xuống. Người ta đã ngạc nhiên. Qua ngày hôm sau buổi hòa nhạc thứ hai, và ông cũng đang những bài hát rất là hay, nhưng ngày đó ông rất là vui, những tràng vỗ tay cũng rất là dài. Người ta nói: ủa, tại ngày hôm qua tại sao ông đàn rất là hay nhưng mà mọi người vỗ tay ông không vui, còn ngày hôm nay tại sao ông vui vậy? Ông bà chị em biết ông nói gì không? Ngày hôm qua tôi không vui bởi vì thầy của tôi ngồi dưới đó, tôi đàn nhưng tôi nhìn thầy tôi mà thầy tôi không có gật đầu.
Nhưng hôm nay khi tôi đàn thì thầy của tôi gật đầu, cho nên chỉ cần một mình thầy của tôi gật đầu là đủ rồi. Chúng ta nếu chúng ta nhận biết Chúa là ai, chỉ một mình Chúa gật đầu là đủ rồi. Amen. Chỉ một mình Chúa nghe nói rằng đúng rồi đó con, con nói như vậy là đúng rồi đó, con tin như vậy là đúng rồi đó, thì có Chúa ở trong cuộc đời của con bà chị em thì không gì có thể thay đổi, không gì có thể bắt ép chúng ta được. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Chúa của cả vũ trụ này. Tại đây khi Chúa hỏi như vậy thì lập tức có một người trong 12 môn đồ, thì có một người đó chính là Simon. Ông là Simon, và ông nói như thế này: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Một câu trả lời rất đơn giản: Chúa là Đấng Christ, hay là Thầy là Đấng Christ, hoặc là Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Và sự xưng nhận này được Chúa Giêsu hài lòng, và Ngài nói rằng: Hỡi Simon, con Jonah, người có phước, phước đó vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho con biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Nhưng mà cái việc xưng nhận của Phêrô nó không phải do cái sự khôn ngoan của Phêrô, nhưng sự xưng nhận này đó chính là sự bày tỏ từ thiên thượng, để rồi Phêrô mới nhận biết rằng Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Đây là một lời xưng nhận đặc biệt. Chúng ta đôi khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi theo cha mẹ, chúng ta đi vô đạo, nhưng cái điều đó nó không quan trọng bằng chính cá nhân của chúng ta nhận biết Chúa là ai. Đây cũng là một lời xưng nhận đặc biệt và riêng tư. Sứ đồ Phaolô thì khuyên như thế này: tin ở trong lòng thì được xưng là công chính, nhưng mà miệng nói ra thì được sự cứu rỗi. Và ông nói rằng là vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Giêsu là cứu Chúa thì ngươi được cứu. Đây chính là những cái giá trị dành cho cá nhân. Cha tin Chúa, cha được cứu. Mẹ tin Chúa, mẹ được cứu. Con tin Chúa, con được cứu. Không phải cha tin Chúa mà mẹ và con được cứu. Không phải. Vì đây là niềm tin cá nhân, mặc dầu chúng ta là tập thể, và Chúa cũng là Chúa của cá nhân, và Ngài cũng là Chúa của tập thể. Sự xưng nhận này được Chúa Giêsu khen. Và Chúa Giêsu tiếp tục nói như thế này: không phải do ngươi có thể nhận biết được đâu, nhưng mà điều này đến từ Cha trên trời cho ngươi. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phêrô, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Vừa lời xưng nhận và một lời xác nhận của Chúa Giêsu, cả hai điều này được kết lại với nhau, nó trở thành một mắt xích và một cái nền vững chắc. Phêrô nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Đấng Messiah. Đó là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ở trong Cựu Ước. Đấng Messiah là gì? Đó là Đấng được sức dầu để làm vua, đến để giải cứu dân Israel. Và Ngài là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa Giêsu ra từ Cha và bởi Cha, và Ngài là hình ảnh không thấy được của Đức Chúa Trời. Theo thần linh của Thánh Đức thì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà theo về dòng dõi thì Ngài thuộc dòng dõi David. Và Ngài là Đức Chúa Trời 100%, Ngài cũng là con người 100%, để chết và đền tội cho tôi và anh chị em, vì chúng ta phạm tội trong xác thịt. Cho nên việc xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đang sống, đây là hai điều không thể thiếu trong đời sống của một người tin nhận Chúa. Và khi Chúa Giêsu nói rằng còn ngươi là Phêrô, ta lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội thánh. Đây là một cái câu tuyên bố và còn nhiều cái sự tranh cãi. Nhiều người thì giải thích rằng Chúa lập hội thánh trên Phêrô, bởi vì ở đây nói là gì? Còn ngươi là Phêrô, ta lập hội thánh ta trên đá này. Cái từ Phêrô ở trong tiếng Hy Lạp cũng là đá, mà từ đá này cũng là đá. Như vậy thì vô hình chung chúng ta thấy rằng là Chúa nói còn ngươi là đá, ta lập hội thánh ta trên vần đá này, tức là Phêrô. Và đây là cái điều mà nhiều giáo hội người ta đã giải kinh. Nhưng mà thương bà chị em, nếu như Phêrô là đá mà lập hội thánh trên Phêrô, mà Phêrô chết thì sao ạ? Vần đá này sụp, phải không? Cho nên đức tin của chúng ta nếu đặt trên con người thì đức tin sẽ sụp. Nhưng nếu đức tin chúng ta đặt đúng trên vần đá thì đức tin chúng ta sẽ bền vững. Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay cũng không bao giờ bị sập.
Bởi vì xây dựng trên đá. Tôi sẽ giải thích tiếp tục đây. Như vậy cái từ phêrô này ở trong tiếng Hy Lạp là từ Petros, hay là đọc là Petros. Từ Petros này nó là một cái viên đá được tách ra từ cái tảng đá. Và cái từ đá này trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp là từ Petra, là tảng đá hay là vần đá. Và Chúa nói gì? Ngươi là một viên đá, ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá. Như vậy vần đá đây Chúa Giêsu đang muốn nói là gì? Vần đá đó chính là Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời sống mà Phêrô mới vừa xin nhận. Như vậy Chúa muốn nói rằng gì? Ngươi là Phêrô, ta lập hội thánh ta trên đá mà ngươi mới vừa xin nhận ra. Các cửa âm phủ thì không thể thắng được hội đó. Như vậy ai là người sáng lập hội thánh? Ai là người xây dựng hội thánh? Xin lỗi, tôi lặp lại nha. Ai là người sáng lập hội thánh? Chúa Giêsu. Ai là người xây dựng hội thánh? Phêrô. Chúa ta để ý là cái viên đá là để được xây trên tảng đá. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3. Tôi xin đọc từ câu số 9 trở đi. Ở trong câu 8, xin lỗi, bắt đầu từ câu số 5 đi cho nó đầy đủ. Tôi thấy cái phần này nó rất là hay. Có người nói ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì nói ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em sẽ tin cậy, đã tin cậy. Y theo Chúa đã ban cho mọi người, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời đã làm là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc của mình làm. Như vậy Phêrô, Phao-lô, Apollo hay là bất cứ một ai khác là những người hầu việc Chúa. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều không ra chi, có nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời không ra chi. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ. Người trồng kẻ tưới đều nhận phần thưởng của riêng mình. Một người làm chứng, một người tin nhận Chúa được phần thưởng của riêng mình. Một người gây dựng chăm sóc cái người kia lớn lên được phần thưởng của riêng mình. Và tất cả mọi sự Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Giống như cái cây chúng ta chém trồng nó xuống, chúng ta tưới nước, chúng ta không thể nào nắm cái đọt để kéo nó để nó lớn lên, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta tưới nước, đi về nha và nằm ngủ, ngày hôm sau chúng ta đi ra, chúng ta nhìn thấy điều gì? Cái đọt nó đâm lên. Như vậy Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Chúng ta xem tiếp câu 9. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Như vậy ở đây đang nói về dân sự của Chúa là ruộng, dân sự của Chúa là nhà. Và những tay thợ khéo đây chính là Phao-lô, chính là Ba-na-ba, chính là Apollo, vân vân, là những con người được Chúa gọi. Cho nên tôi cũng là một người thợ. Chúng ta nhìn vào căn nhà này, chúng ta thấy xây đẹp không ạ? Đẹp không quý vị? Nói thiệt đi. Vậy thì thợ khéo hay thợ dở mới xây được căn nhà này ạ? Thợ khéo. Cũng là đất, cũng là đá, cũng là xi măng, cũng là gạch. Nhưng mà cái người thợ dở thì sao ạ? Xây lồi lõm đủ thứ hết. Nhưng mà người thợ khéo, chúng ta nhìn vào cũng là những vật liệu đó, nhưng mà tại sao nó đẹp? Bởi vì đó là những người thợ khéo. Có những hội thánh chúng ta thấy tại sao nó lồi lõm? Bởi vì không có thợ khéo. Nhưng những người lãnh đạo là những người khéo thì sao? Sẽ xây dựng hội thánh của Chúa một cách rất là đẹp. Amen. Dẫu cũng là hội thánh, nhưng mà có nơi thì nhìn thấy ô đẹp quá, nhưng có nơi nói ủa tại sao nó lồi lõm như thế. Nhưng mà đó cũng là mua bằng huyết của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mong rằng tất cả các tôi tớ Chúa như là Phao-lô, Apollo và tôi và anh bà chị em, những người được gọi vào trong chức vụ sẽ trở thành những tài thợ khéo. Amen. Còn những người khác là gì? Có thể là ruộng, có thể là nhà, và tất cả chúng ta đều nằm ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Câu 11 là đặc biệt, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một câu để xác nhận rằng chính Chúa Giêsu Ngài khẳng định là xây dựng trên vần đá. Không một ai xây dựng một nền khác nào cả.
Duy nhất chỉ có một nền là Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu cũng là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nền hội thánh phải xây bằng đức tin trong Chúa Giê-xu. Nền của hội thánh vừa được xây lên bằng lời của Đức Chúa Trời trên dân sự của Chúa. Nó không bằng những cái lời truyền khẩu. Giáo quyền không đủ uy quyền bằng thần quyền của Chúa. Lời của con người không đủ uy quyền, không cao hơn uy quyền của lời Chúa. Khi chúng ta càng tôn trọng lời Chúa, chúng ta càng tôn cao lời Chúa, thì Chúa Ngài sẽ ban ơn sức dầu đầy quyền năng cho hội thánh đó. Ở trong Thi Thiên 138 câu số 2 nó là Ngài tôn trọng cả lời của Ngài và danh của Ngài, cả hai đều tôn chí cao. Cho nên nếu chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa mà chúng ta không tôn trọng lời Chúa, mà chúng ta chỉ tôn trọng lời của con người, thì quả thật đó là một sự xây dựng khập khiễng. Bởi vì cái nền nó sẽ bị lún và nhà sẽ bị sập. Khi mưa xa, nước chảy và gió lai sẽ làm cho sập nhà đó. Nhưng nếu tôi và chị em xây dựng trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn một điều, dù cho ông bà chị em đi bất cứ nơi đâu, ông bà chị em vẫn vững vàng. Xin Chúa ban ơn để rồi tôi và chị em đều xây dựng trên nhà của Chúa. Và khi mà chúng ta xây dựng trên nền tảng là Chúa, là lời Chúa, thì sao? Chúa tiếp phán tiếp với Phi-e-rơ: Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì ngươi buộc dưới đất thì trên trời buộc, ngươi mở dưới đất trên trời mở. Đây là một cái quy quyền Chúa trao cho. Chúng ta biết trong Kinh Thánh có nhiều cái loại chìa khóa khác nhau. Và cái loại chìa khóa nào của Chúa, loại chìa khóa nào của tôi và chị em, chúng ta cầm đúng chìa khóa chúng ta mở được cửa nhà. Bên kia có ba chiếc xe hơi, nhưng mà ba xe hơi này không thể mở cùng một chìa. Chìa khóa của ai người đó ra mở được, đúng không ạ? Trong nhà chúng ta có cái cửa chính, có chìa khóa của chính mở. Mà vào trong chúng ta có những cái cửa, cái chìa khóa phụ để chúng ta mở. Và nếu anh chị em có chìa khóa, anh em mới mở được. Và chúng ta phải biết sử dụng đúng chìa khóa. Buộc thì trên trời buộc, mở dưới đất thì trên trời mở. Còn nếu không, chúng ta buộc lung tung, trên trời không buộc, mở lung tung, trên trời không mở. Vậy thì chúng ta xem những chìa khóa này là chìa khóa gì. Cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy ở đây, đó là chìa khóa của David. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 7 nó rằng là cái chìa khóa của David đóng thì không ai mở và mở thì không ai đóng. Chìa khóa này được giao cho ai? Chúng ta xem Khải Huyền chương 3. Câu số 7: Ngươi hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng này là lời khoán của đấng chân thật, đấng có chìa khóa của David. Vậy chìa khóa David này là chìa khóa của vua muôn vua, chìa khóa của vị vua quyền cai trị. Và chìa khóa này chỉ có Chúa Giê-xu có cái quyền này. Ngài nói Ngài mở, Ngài mở cái cửa thiên đàng ở đây thì không ai đóng được, mà Ngài đóng thì không ai mở được. Ngài mở cửa truyền giáo thì không ai mở được, không ai đóng được, và Ngài đóng thì cũng không ai mở được. Nhưng mà chị em biết rằng Chúa trong cái hành trình truyền giáo của Phao-lô thì Chúa đã từng đóng cái chìa khóa, đóng cái cửa truyền giáo ở Asi và Bithyni, nhưng Ngài mở chìa khóa truyền giáo cho Macedon, và tại Macedon được phước. Và sự đóng và mở cũng tùy thuộc vào chúng ta cầu nguyện cho vùng đất nào thì Chúa sẽ mở cho vùng đất đó. Nếu tại đây chúng ta nghĩ ở tại đất sắt này, bao nhiêu người tin nhận Chúa ở đây, nhưng nếu mà chị em chỉ tin rằng cái vùng đất này Chúa mới mở thôi, còn vùng đất khác thì sao? Cần mở không ạ? Muốn mở thì chúng ta phải cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ mở cái chìa khóa của giảng phúc âm ở tại nơi đó. Chìa khóa thứ hai đó là chìa khóa của vực sâu. Chìa khóa vực sâu này chỉ được trao cho một thiên sứ ở trong Khải Huyền đoạn 9 câu 1 và đoạn 20 câu 1, để xiềng Satan lại và giam cầm nó ở trong vực sâu không đáy 1000 năm. Đó là cái chìa khóa mà Chúa giao cho một thiên sứ, chứ chúng ta không có chìa khóa vực sâu này. Chúng ta không có được cầm chìa khóa vực sâu này. Chìa khóa thứ ba đó là chìa khóa của sự biết ở trong Luca đoạn 11 câu 52. Chúa nói với người Pharisee rằng các ngươi đã đoạt được cái chìa khóa của sự hiểu biết, nhưng mà ngươi không được, không vào. Có chìa khóa hiểu biết nhưng mà không vào. Và cái chìa khóa hiểu biết này rất quan trọng, bà chị em. Có một cái màn của cựu ước che khuất dân sự. Khi dân sự đọc Kinh Thánh, dân sự không hiểu biết. Nhưng người nào có cái chìa khóa hiểu biết thì người đó đọc Kinh Thánh và Chúa mở cho người đó để người đó có thể hiểu biết. Phao-lô đã được ban cho chìa khóa hiểu biết. Chúng ta cùng xem ở trong Công Vụ đoạn 22 câu 14 ghi như vậy: Đoạn người nói với tôi rằng Đức Chúa Trời tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn của Chúa. Tại
sao Phaolô Phêrô thì không có? Tại sao dân thì không có? Nhưng mà Chúa giao cái chìa khóa này cho Phêrô. Chúa nói rằng Chúa định cho Phêrô là biết hay là hiểu biết ý muốn của Chúa. Và khi anh chị em thờ phượng Chúa, đi với Chúa mà hiểu biết ý muốn của Chúa thì còn gì bằng, phải không ạ? Khi đặt tay cầu nguyện, hiểu biết ý muốn của Chúa trên người này là trên người kia mình cầu nguyện thì còn gì bằng nữa. Khi có những người bị tà linh cầm buộc, chúng ta cần được sự mặc khải của Chúa để giải cứu thì quá tuyệt vời. Một ngày kia Elise nói rằng là Chúa có điều gì Chúa giấu ta, bởi vì cái đứa con của người đàn bà Sunem chết, nhưng mà sai Gehazi đến dùng cái gậy của ông đặt lên, nhưng mà đứa con không có sống lại. Cho ông nói rằng Chúa có giấu cái điều gì ở nơi ta. Trong Đức Chúa Trời có nhiều cái sự bí mật, nhưng mà cái sự giải bài thì ta thuộc về Hội Thánh. Chìa khóa hiểu biết được giao cho Phaolô, nhưng mà không phải chỉ một mình Phaolô. Chìa khóa hiểu biết này sẽ được giao cho hay là sự phân phối bởi Thánh Linh của Đức Trời cho những ai khao khát và tìm kiếm Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 ghi rất rõ, đó là có cùng một Thánh Linh, nhưng cho người này đức tin, cho người kia ơn chữa lành, cho người này có lời khôn ngoan, cho người kia có lời tri thức. Và sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho Hội Thánh Ê-phê-sô và gửi thư cho Hội Thánh ở trong Ê-phê-sô chương 1 câu 17 rằng tôi cầu Đức Trời của Chúa Jesus Christ ban cho anh em linh của sự hiểu biết, linh của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra để anh em nhận biết Ngài. Anh em có, mà chị em có muốn mình có chìa khóa hiểu biết này không? Bao nhiêu người muốn ạ? Vì khi chúng ta có muốn chìa khóa, có chìa khóa hiểu biết này, anh chị em mở Kinh Thánh ra đọc là hiểu. Mở Kinh Thánh đọc là hiểu. Amen. Yeah. Tôi thấy bà cụ bà cần đây, là Chúa ban cho chìa khóa của sự hiểu biết. Mà trước đây bà đọc không có đọc chữ được. Mà vô thờ vượng Chúa bà thấy luôn, tại sao là ai cũng đọc được chữ. Về nhà khóc với Chúa, cầu nguyện Chúa cho con đọc được chữ. Mà ngày kia Chúa cho bà đọc được chữ. Đặc biệt là đọc được Kinh Thánh, đọc báo không được. Đó là chìa khóa mà Chúa mở. Amen. Chúa có quyền để Chúa mở ra cho tôi và anh chị em. Và Chúa trao cái chìa khóa chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được chìa khóa đó. Đối với những người lãnh đạo của Hội Thánh, tôi khích lệ anh chị em hãy khao khát xin cái chìa khóa của sự hiểu biết của Chúa để Ngài ban cho chính người lãnh đạo có chìa khóa hiểu biết, thì dân sự sẽ được bày tỏ. Lời Chúa được bày tỏ cho dân sự của Ngài. Và dân sự của Chúa đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Đối với thế gian đó, người ta cai trị, người ta muốn ngu dân để cai trị. Nhưng đối với Chúa thì sao ạ? Chúa muốn tất cả mọi người được cứu bằng là gì? Hiểu biết lẽ thật. Amen. Chúng ta nói với người bên cạnh, Chúa muốn anh chị có chìa khóa hiểu biết. Chúng ta nói bên cạnh, Chúa muốn anh chị, Chúa muốn cô, Chúa anh, Chúa muốn em có chìa khóa của sự hiểu biết. Và chúng ta có chìa khóa hiểu biết thì chúng ta sẽ là người mà đem lại sự tươi mới, sự giải phóng cho dân sự của Đức Chúa Trời rất là nhiều. Nếu có một lời hứa về xin một điều thì chúng ta xin cái gì đây? Nếu Chúa nói bây giờ con, giờ ta cho con một điều ước, con xin. Xin cái gì? Tại sao chúng ta xin cái khôn ngoan? Vì vua Salomon, ông là người giàu có. Và một ngày kia Chúa nói, giờ con xin đi, ta cho con xin một điều. Và ông mới cầu nguyện và nói, là Chúa xin cho con xin sự khôn ngoan, để con có thể cai trị một dân sự đông đảo này của Chúa. Như vậy nếu chúng ta có dân sự đông đảo mà không có sự khôn ngoan thì chúng ta thua. Một lần nữa xin Chúa Ngài sức giàu cho tôi bà chị em, chúng ta có quyền xin cái điều này. Chúa nói ai kém khôn ngoan thì xin Chúa sẽ cho một cách dư dật. Sự khôn ngoan của đời thì không ai hơn ai đâu. Có đúng không ạ? Sự khôn ngoan của đời, chúng ta ngồi đây không ai hơn ai đâu. Thậm chí chúng ta nói rằng là thằng nào, thằng này không có sợ thằng nào mà cũng không nào sợ thằng này. Đúng không ạ? Nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa thì rất đặc biệt. Chỉ xin sự khôn ngoan của Chúa, amen. Hãy khao khát sự khôn ngoan của Chúa thì Ngài sẽ cho chúng ta. Và chìa khóa mà Chúa giao cho Phêrô, xin lỗi, một chìa khóa nữa, đó là chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đó là Chúa Giêsu cầm chìa khóa đó. Chúa Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ ở trong Khải Huyền chương 1 câu 17 18. Và ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14 15, trước đây là ma quỷ đã cầm chìa khóa của sự chết. Nhưng qua sự chết của Chúa Giêsu, Ngài đã lấy lại cái chìa khóa đó và Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy tôi và chị em thuộc về Ngài, có sợ chết không? Bây giờ có chết hay là sống, chúng ta cũng thuộc về Ngài. Cho nên đừng có sợ. Và chìa khóa cuối cùng đó là chìa khóa mà Chúa giao cho Phêrô, đó là chìa khóa của nước thiên đàng.
mở thì không ai đóng, đóng thì không ai mở. Chà, thiên đàng mà Chúa lại giao cho anh em mà thôi. Nhưng mà không phải giao cho tất cả. Chúa chỉ giao cho người nào xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Ai đã xưng nhận Đấng Christ con tràn sống rồi ạ? Xin đưa tay lên ạ. Ai nhận xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống rồi? Vậy thì anh chị em, chúc mừng chị em có chìa khóa đó. Chìa khóa đó chị giao cho những người xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Hallelujah. Và các cửa âm phủ không thắng được những con người này. Một lần nữa tuyên bố, các cửa âm phủ không thắng được tôi. Là người có chìa khóa nước thiên đàng, là người xưng nhận Chúa Giêsu, là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Như vậy có chìa khóa rồi làm gì đây? Bỏ túi giấu phải không? Hay là sao ạ? À, có chìa khóa rồi. Chìa khóa này thì chỉ có quà vạn năng nha. À, đi đến gặp cái người này không thích, không giảng tin lành, là chúng ta đang mở hay khóa? Chúng ta khóa người này lại. Nhưng mà nếu người đưa được sức dầu và thánh linh và bắt đầu đi ra, đi ra khao khát là chia sẻ, người nào cũng chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ. Không chia sẻ được thì phán chiến đầu đơn, để cho người ta có thể đọc và hiểu. Đó là chúng ta đang mở nước thiên đàng. Rồi chìa khóa này nói điều, đóng thì Chúa đóng, mà mở thì Chúa mở. Chìa khóa thiên đàng không phải để mở để lấy tiền bạc, nhưng mà chìa khóa thiên đàng để cứu người, chìa khóa thiên đàng để giải phóng người. Có những người bị cầm buộc bởi quyền lực ma quỷ, bị cầm buộc bởi bệnh tật, bị ức hiếp bởi ma quỷ. Chúng ta dùng chìa khóa của thiên đàng để mở trói cho họ. Để chi vậy? Để họ được tự do và được chữa lành. Amen. Và Chúa tuyên bố, ta lập hội thánh ta. Ngày hôm nay tại nơi đây, chúng ta đứng ở trong căn phòng này, đây là cái nơi để chúng ta nhóm lại. Căn phòng này không phải là hội thánh, nhưng căn phòng này là nơi để hội thánh nhóm lại. Vì hội thánh không phải là căn nhà, hội thánh là những con người được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Như vậy hội thánh là ai? Hội thánh là chúng ta. Amen. Là những con người có mặt ở đây, là những người tin và thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Cho nên chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta có một nơi nhóm lại thật là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng được tôi tới Chúa cầu nguyện để công bố rằng cái căn nhà này nó không còn làm tôi sự hư nát nữa, mà nó trở thành một cái công cụ để dùng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu trước đây chúng ta chưa tin Chúa thì cái trống này chúng ta sẽ dùng để làm gì? Để đánh nhạc đời phải không ạ? Đàn này để dùng để làm gì? Mic này để dùng gì? Hát đợi nhạc đời. Nhưng Chúa đã cứu chúng ta thì tất cả muôn vật thuộc về chúng ta nó trở thành công cụ hữu ích để phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Cho nên ngày hôm nay xin Chúa cho tôi và anh chị em hiểu được tôi và anh chị em là ai, chúng ta thuộc về ai. Kinh Thánh nói rằng Chúa ngài dời chúng ta từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ đến vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng ta được tha tội và được sự cứu chuộc bởi con của Đức Chúa Trời. Và ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 28 và 29 nói rằng anh em nhận được một vương quốc không rúng động. Cho nên chúng ta hãy cảm ơn và lấy lòng, hết lòng của mình để thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong một vương quốc hay là một nước của Đức Chúa Trời, một hội thánh không thể rúng động được. Và các cửa âm phủ điều đó nói lên tất cả những thế lực, quyền lực của Satan, tất cả những cái vũ khí của nó chế ra, tất cả những cái tà thuật của nó, tất cả những thờ cúng của nó, tất cả những cái linh tên mang tên nó, tất cả những cái danh xưng rất là cao sang và mỹ miều của nó cũng không thắng được hội thánh của Đức Chúa Trời. Tại vì tại thập tự giá Chúa Giêsu đã phế truất mọi quyền của nó rồi, và ngài đã lấy lại, ngài đã có một cái giao ước, ngài trao cái giao ước đó cho tôi và quý bà chị em, để thông qua giao ước của ngài chúng ta được xóa tất cả những cái khế ước cùng các điều khoản nghịch lại với chúng ta. Và ngài đã bắt ma quỷ phải phục và diễu nó như là một đạo quân thắng trận vậy. Như vậy tôi mà chị em thuộc về đạo quân thắng trận chứ không phải là đạo quân bại trận. Chúa giao cho chúng ta chìa khóa và Chúa giao cho chúng ta cái quy quyền để dạy đạp rắn và bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch, tức là ma quỷ ở dưới chân, và không gì làm hại chúng ta được.
Xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận biết được chìa khóa này, quy quyền này luôn luôn ở trong tôi và anh chị em qua danh của Chúa Giêsu. Càng đầy dẫy lời Đức Trời thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta thực hiện quy quyền và chìa khóa một cách nhiều hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, và vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng không chỉ riêng ở tại đất sắt nhưng cả vùng cao nguyên này qua những con người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. Amen. Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Amen. Hallelujah. Yeah.